bắt nguyên giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Nai ngày 14 tháng 9. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Quốc Tuấn, nguyên giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Nai. Cụ thể, ông Tuấn bị bắt để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ. Ngoài ra, cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Võ Khắc Hiển, nguyên phó giám đốc kiêm chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Nai để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Các quyết định khởi tố đối với các bị can nói trên đều đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai phê chuẩn cùng ngày. Các cơ quan tố tụng cũng đã tiến hành khám xét nơi ở của các bị can và thu giữ nhiều tài liệu liên quan, theo thông tin ban đầu. Ông Trần Quốc Tuấn và Võ Khắc Hiển bị khởi tố điều tra do có liên quan đến các vụ sai phạm hơn 1.000 tỷ đồng xảy tại các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, cụ thể. Nhiều giám đốc quỹ tín dụng đã huy động tiền sai mục đích, mất khả năng thanh khoản, hiện đã có một số giám đốc quỹ tín dụng bị tòa tuyên án và có người đã bỏ trốn, cũng theo tin từ công an. Trước khi bị bắt tạm giam, hai ông Tuấn, Hiển đã bị kỷ luật cho thôi chức vụ vì thiếu trách nhiệm về mặt nghiệp vụ để xảy ra nhiều sai phạm kéo dài. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra vụ việc.